Thưa quý vị, nước Mỹ đang chuẩn bị đón siêu bão Irma với sức gió hơn 295 km/h. Theo các chuyên gia thời tiết, bão Irma là cơn bão cấp 5 và mạnh nhất từng được ghi nhận trên Đại Tây Dương trong vòng 30 năm qua. Hiện Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang khi cơn bão có dấu hiệu sẽ đổ bộ vào khu vực này trong vài ngày tới. Trong khi đó, lo sợ siêu bão thập kỷ, người dân Mỹ đã ồ ạt đến siêu thị để mua các mặt hàng thiết yếu phẩm như nước, lương thực. Siêu bão Irma cũng có thể gây lụt lội nghiêm trọng giống như siêu bão Harvey. Điều này khiến hàng triệu người Mỹ đang gấp rút tích trữ lương thực và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng sơ tán. Do lượng khách đến mua các mặt hàng quá đông, nên nhiều siêu thị đã bị khan hiếm các mặt hàng như nước và thức ăn đóng hộp. Rút kinh nghiệm sau siêu bão Harvey, hiện người dân Mỹ cũng đã tích trữ cát vào trong các bao tải. Các bao tải cát này sẽ được dùng để gia cố cửa ra vào, cửa sổ và mái nhà. Bão Irma được dự báo sẽ quét qua Haiti và Cộng hòa Dominican trước khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào ngày 10 tháng 9.